Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Và hôm nay thì mình xin giới thiệu với mọi người là cháu Bách các bạn. Năm nay thì mới 11 tuổi đấy các bạn nhé. Thì cháu Bách có một cái khả năng là ăn uống rất là khỏe các bạn. Thì hôm nay cháu ấy có đến và thử thách ăn 5 bát mì tôm với 5 gói mì các bạn nhé. Thì cái này là thử thách các bạn nhé. Không phải là mình xin nhấn mạnh với mọi người là cái này là mình không hề bắt ép cháu Bách ăn, mà là cái này là do khả năng ăn của cháu ấy, thì cháu ấy muốn ăn thì cháu ấy mới đến các bạn nhé, mọi người nhé. Thì nhiều cô dì chú bác anh chị, nhiều người không hiểu cứ bảo mình bắt ép. Thì Bách có phải là chú bắt ép cháu không? Không. Đấy, mọi người nhá. Cái này là cháu ăn được thì cháu ăn, không nếu mà không ăn được thì có thể nghỉ nhé. Không được cố quá nhé. Rồi. Và trước mặt của Bách hiện tại đang có 5 gói mì tôm các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành pha với nước nóng các bạn nhá để Bách ăn các bạn. Rồi, Bách bóc vào cùng người chú này. Chào mời vợ và mời bác. Rồi, nếu mà có thể bẻ nó ra hay thì nguyên gói rồi, mình đã bóc xong và cho gia vị xong, bây giờ tiếp tục cho nước các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy để mì tôm nhừ ra mọi người. Nói chung là để cho nó chín ạ. Thank you.
Rồi, em lên thử. Rồi, máy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi. Mọi người cùng cổ vũ cho Bách nha. Và dự đoán xem liệu là cháu Bách có ăn hết không mọi người. Đấy. Nói chung là riêng người lớn thì cũng chỉ cần một gói là cũng đã no rồi các bạn. Còn đây hẳn là 5 gói thôi các bạn nha. 5 bát mì tôm. Rồi. Mời cháu Bách nha. Mời người nha.
tầm ban thứ 4 rồi các bạn nhé. Mà hiện tại thì cháu có thể uống được nước mì cũng được này. Uống nước theo như thế này sẽ bị no đấy. Rồi tu luôn nước luôn, khỏi phải uống nước kia, uống nước kia nó sẽ bị nóng. Bát cuối cùng. Thank you.
Hết luôn rồi các bạn. Quá tuyệt vời rồi các bạn nhá. Đây là cháu Bách, năm nay mới có 11 tuổi rồi các bạn, thì là có khả năng ăn được là 5 bát mì với 5 gói mì các bạn nhá. Rồi. Hết luôn các bạn. Rồi, quá tuyệt vời. Thật là không thể tưởng tượng được các bạn ạ. Mình cho mình nếu ăn một gói cũng đã no rồi, mà hôm nay cháu Bách ăn hẳn 5 gói mì, 5 bát luôn các bạn, thêm cả nước nữa. Quá căng các bạn nha. Rồi. Rồi. Thì cháu Bách ăn được hết thì mình sẽ có phần thưởng gọi là khích lệ cho cháu Bách các bạn nha. Thì như mọi khi thì mình nếu mà ai mà ăn được thì mình sẽ tặng trao cho 3 triệu các bạn. Đây. Cùng Bách em nha. Rồi, chúc mừng cháu nha. Rồi. Thì cũng như trên kênh mình thì ai mà có khả năng ăn uống ấy thì liên hệ mình các bạn nha. Ăn được nhiều ấy chứ như cháu Bách thì khác, còn những người mà đến tuổi các bạn thì mình sẽ tính khác các bạn nhé. Còn cháu Bách thì nhỏ, người nhỏ ấy thì mình sẽ cho ăn được ít hơn thôi. Đấy, người lớn thì sẽ ăn nhiều hơn. Và hiện tại thì mình cũng đang bán các mặt hàng chẩm chéo các bạn nhé. Ai mà muốn ăn chẩm chéo này, ớt ngơm liên hệ mình các bạn. Mình đang bán giá 50k một lọ các bạn nhá. Đây, chẩm chéo siêu cay và siêu thơm các bạn. Lọ như này là 3 lạng các bạn nhá. Đây, rất là ngon luôn các bạn ơi. Chẩm chéo đúng chuẩn tây bắc các bạn. Mình đang bán 50k một lọ, mà khi mua từ 5 lọ là 250, mình sẽ miễn ship các bạn. Ai mà muốn ăn thử thì kết hệ bạn với mình qua số Zalo là 0843000977 các bạn nhé. Đấy là số Zalo của mình. Kết bạn hoặc gọi trực tiếp cho mình các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.